Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Idols Everyday. Bài số 14 ngày hôm nay á, đối với cái quyển Sơ cấp Departures, chúng ta học về cái nơi chốn, một cái địa điểm nào đó, một cái cửa hàng. Đây, có chữ phải S này các bạn. Viết tắt là chữ cái shop, cửa hàng, shop. Đấy. Và cái ý là những cái khả năng của chúng ta, hoặc là chúng ta cũng không có khả năng làm gì cả. Đó, có hai ý như vậy. Không có khả năng hoặc là có khả năng làm một cái điều gì đó. Thì đây nói chung là cái địa điểm để các chị em nói chuyện tán gẫu với nhau trong lúc mà chờ đợi, hoặc là trong lúc đang được làm tóc rồi các bạn. Họ nói chuyện với nhau, trao đổi này kia nọ, những cái điều mà riêng tư mà họ có thể hài lòng hoặc là cảm thấy tự hào rồi đấy. Thí dụ như đây, có bà này, bà chị Chance này này, chị mới là bắt đầu bằng việc nói về chồng của mình thì tuyệt vời lại là vậy. Anh ta có những cái đặc điểm như là big, strong, bự con, khỏe mạnh và đẹp trai chẳng hạn. Đấy. Còn cái người Sally đấy thì nói về chồng thì không có được giống như là chị Jen này. Nhưng mà ngược lại, chị Sally có cái đặc điểm là chồng là khá là thông minh, rất rất là thông minh, very intelligent các bạn. Cái chị Jen mới là hỏi thêm này kia nọ thì bắt đầu chị Sally mới kể ra. Đấy, là chồng có thể là nói 6 ngôn ngữ, ví dụ vậy, mới kể ra những cái loại ngôn ngữ nào, thì những cái từ vựng ngôn ngữ này các bạn đã từng học qua rồi đó, trong những cái bài 1, bài 2 mình không nhớ. Thì đấy, tiếng Pháp, Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Ả Rập, và kể cả là tiếng Nhật Bản luôn đấy. Thì đó, lúc đó bạn bạn Chen mới nhìn nhận là ồ thì là tuyệt vời, nhưng mà chồng thì là đại đặc điểm là rất là thể thao, athletic. Đấy, chồng chị Jen ấy, rất là thể thao. Cái chị mới kể ra là cái những cái hành động, những cái cấu trúc chúng ta sẽ học đấy, là có thể đấy các bạn. Chị Jen này nè, đó là bơi lội, chơi trượt trượt tuyết trên núi đó, play football, chơi cả đá bóng, làm sao chơi đa môn vậy, chơi món cricket. Các bạn gõ internet nha, cricket là món như thế nào. Đó. Và chơi rugby luôn, mà bóng mậu dục. Và cái chị Slay này mới hỏi ngược lại, gì có thể đi nhưng mà có thể biết nấu ăn ở nhà không? Chị Chen này mới giật mình. Trong trường hợp này chị Phó Đăng lại bảo đó là giật mình. Đa phần các bạn phải hiểu như vậy. À, là giật mình có nghĩa là hơi ngạc nhiên. À, ý là như vậy. Nhiệm vụ của giáo viên phải là miêu tả được cái bối cảnh xảy ra câu chuyện cho các bạn. Giáo viên phải có cái vốn sống, cái nguồn sống để thực sự hiểu được cái ngữ cảnh. Thì đó, hôm nay mình phải ráng giải thích thiệt là kỹ trên kênh này để các bạn học rồi là các bạn vững cái nội dung của bạn học, là phải hiểu thêm được cái văn hóa, chứ không phải là chỉ học từ vựng đó qua cái chữ, cái ngôn ngữ khác là vậy. Mình không có dạy như vậy cho các bạn. Dạy như vậy các bạn sẽ không tiến bộ sâu và nhiều được, và sau này các bạn sẽ không tự học được. Mình muốn chủ yếu các bạn là dạy cho các bạn thành tài để các bạn sau này tự học, tại vì cái kiến thức, bởi cái kiến thức là bao la, các bạn phải chuyên gia, các bạn phải trở thành chuyên gia trong từng lĩnh vực của các bạn, lúc đó mới kiếm tiền được. Thì đây, cái tiếng Anh chẳng qua là cái chìa khóa, cái công cụ để các bạn tự đào tạo thêm, cho các bạn trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định các bạn chọn đó sau này thôi. Thì từ từ thông qua kênh Vốn Sống mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn để các bạn chọn ngành nghề. Chồng của bạn có thể là nấu ăn được hay không? Đó, cái đó, chồng của tôi không thể chơi thể thao nhưng mà ông ấy là một đầu bếp sao, tuyệt vời. Các bạn thấy không? Phía trên này là can này, cook là chữ cook này là động từ đó. Nhưng mà dưới đây cũng biết y chang như vậy nhưng mà lại là danh từ. Các bạn hiểu không? Tức là một từ vựng nó có thể là đóng hai hoặc là ba hoặc là nhiều cái vai trò, cái tự loại, từ loại nó khác nhau. Đấy. Thì ngạc nhiên luôn, lại ngạc nhiên nữa, Chen lại tiếp tục, ban đầu là pardon là ngạc nhiên, là tiếp tục nữa là ngạc nhiên thêm lần thứ hai, easy. Các bạn phải hiểu thấu bài học là như vậy. May vá nè, ủi đồ luôn nè, người chồng tuyệt vời. Và dĩ nhiên cái cuối cùng, cái sự ngạc nhiên lên đến đỉnh điểm thì có phải là người Anh không? Tại người châu Âu, người Anh thì không có cái thói quen như vậy. Là vậy. Rồi, chúng ta sẽ mở bài học ra nhé các bạn. Và chúng ta sẽ mở bài học ra. Đâu rồi? Trang số 73. Trang 73 các bạn. At the hairdresser. At the hairdressers. Cái phần ngữ pháp chúng ta học ấy, the modal auxiliary can. Tức là một cái từ phụ thôi, nó thẳng là gì? Một mình nó không có nghĩa là gì hết. Nó phải ghép với một từ khác. Nói chuyện được không con? Chữ được không con đó. Nói chuyện là cái động từ nói chuyện rồi. Can talk.
Đấy. Lái xe được không đây? Can drive, can you drive? Thí dụ như vậy. Chứ can tức là một cái từ người ta hay gọi là khiếm khuyết đó. Khiếm khuyết là bản thân nó chưa có đủ. Đó, chữ can, học từ chữ can. Thì cái câu khẳng định xuôi thì subject đó, chủ ngữ bạn có chữ can thì xong rồi phải có cái động từ vô. Các bạn hiểu ý rồi các bạn ghép từ vô chứ không phải là thuộc cái công thức gì cả. Mình không thể nào chấp nhận cái chuyện mà mình dạy cho các bạn công thức. Tại công thức thì các bạn tự coi được, tự hiểu được. Nhưng vấn đề là bạn bạn hiểu ý, bạn hiểu ý bạn đưa từ vựng vô, cứ hiểu ý bạn ghép từ vựng vô. Mình không dạy tiếng bồi nhưng mà đây là cái cách của bồi đó. Bồi nghĩa là có làm sao mà đưa vô vậy, có làm sao ghép từ. Con nít nó đâu có hiểu gì đâu. Cái con nít nó đứa nó lớn lên nó có hiểu gì đâu. Mình phải chuẩn bị cái nền tảng cho các bạn, cứng là cứng như vậy, chuẩn là chuẩn như vậy đó, là các bạn thấm nhuần cái ngôn ngữ bạn hiểu được, bạn ghép từ vựng vô nó là sẽ sâu sắc hơn cái chuyện mà học mà bài bản là có cái này có cái kia là phải cộng cái nọ. Nó trời, lỡ mình không nhớ những cái điều đó thì sao? Bạn nói cái ý đó phải không, nói cái ý đó, ghép cái ý này vô rồi cho tôi thí dụ như vậy. Và đối với câu phủ định thì các bạn cũng đã nhớ rồi, thì luôn luôn có chữ not đấy đúng không ạ? Thì mình bỏ ngay vô cái chỗ của chữ can này nè, cannot viết dính liền với nhau, hoặc là can't à, chủ ngữ can't. Về dĩ nhiên động từ đang muốn nói gì là phải có động từ đó chứ, phải không ạ? I'm sorry à, thí dụ như làm một số ví dụ là cái câu câu khẳng định trước, affirmative nhé. He can speak French very well. He can speak French very well. He can speak Japanese very well, for example. Or he can play football very well. Okay. My sister can play the piano and my brother can play the violin. Ví dụ vậy. À, còn cái câu phủ định ấy thì thêm chữ cannot mình vừa nói đó. I'm sorry, I can't come to the dance tonight. Or I'm sorry, I cannot come to the dance tonight. Đó. Tối nay thì không có đi 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 chơi đi đi khiêu vũ đi đi lại nhảy với các bạn được. Or she can't sing, she cannot sing, okay. But she can dance. She can't sing, but she can dance. Cô ấy không có hát được nhưng mà có thể múa được. Dạ như vậy. Interrogative, câu nghi vấn, dễ lắm. Đưa cái chữ can ra ngoài trước, đưa nó ra trước cái chủ ngữ. Các bạn có thấy cái mô típ không ạ? À? Học á, các bạn phải luôn luôn để ý cái mô típ. Mô típ là những cái mô đồ, những cái kiểu dáng, cái nó cứ lặp đi lặp lại. Thí dụ một dáng cao, một dáng cao, một dáng thấp, một dáng thấp, à, nói ngọng, tức là những cái điều mà nó cứ lặp đi lặp lại, diễn lại trong đời thường. Thì ở đây cái quy tắc tiếng Anh nó cũng giống như vậy. Cái chuyện thì cái câu hỏi thì đưa động từ nó lật ngược ra phía trước chủ ngữ vậy thôi. Cứ những cái dạng 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 nó sẽ gần 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 giống như các bạn cứ suy luận ngược ra. Các bạn học không phải là học như con vẹt, các bạn luôn luôn suy luận sẽ rất là dễ nhớ. Can you swim? Nói chữ you, chủ ngữ đấy. Bỏ chữ can trước chủ ngữ đó. Can you swim? Can Peter drive? Mới trả lời rằng là yes, he can. Or no, he can't. Rồi, now, vocabulary. Hairdressers. Hairdressers. Wonderful. Wonderful. Really. Really. Handsome. Handsome. Intelligent, intelligent. Speak, speak. Language, language. Athletic, athletic. Swim, swim. Ski, ski. Play football, play football. Cricket, cricket. Rugby, rugby. Cook, cook. Sports, sports. Các bạn nhớ nha, có chữ S nha, môn thể thao nè. Excellent, excellent. So, so. Iron, iron. Chữ iron là danh từ là cũng là cái bằng ủi đó các bạn nha. Expressions. Really? Pardon? Okay. At the hairdressers, ở tại tiệm uống tóc. Tức có nghĩa là the hairdresser's shop, the tailor's or the tailor shop, the stationer's, cái cửa hàng văn phòng phẩm, the stationer shop, the stationer shop, the barber's or the barber shop, the roaster's or the roaster shop. Và the proper names here, Jane, Sally. Rồi, đã đến lúc chúng ta học sâu về bài học của chúng ta ngày hôm nay. Okay, follow me now. You have Chan here, you have Sally here, and Chan and Sally are at hairdressers.
And at the time, they talked to each other. One said about her husband, and the other listened. And then she recited something about her husband too. Okay, so Chen say, "Oh yes, my husband wonderful. Chồng của tôi tuyệt vời lắm. Really, is he? Oh, vậy à? Yes, he's big, strong, and handsome." Vậy đấy. Họ mới nói là, vậy à? "Well, my husband isn't very big or very strong, but he's very intelligent." Okay, he is not big, he is not strong, he is not handsome, but he is intelligent. Okay, và sau đó Chen mới ngạc nhiên, intelligent. Yes, he can speak six languages. Anh ấy có thể nói 6 ngôn ngữ. Can he? Thì có vậy hả? Thì cái ngay cái chữ can này ngắn gọn như thế này cũng diễn tả sự ngạc nhiên. Vậy hả? Can he speak languages? Lặp lại cái ý này, bốc ngay y bon cái chữ đó, đem ngược cho ra. Đó, để diễn tả cái ý mình nói. Cứ học thuộc đi các bạn. Which languages can he speak? Vậy thì mới hỏi ra là cái nào, cái từ mà cái nào, which các bạn đã từng học rồi. Học biết nói những ngôn ngữ gì vậy? He can speak French, Spanish, Italian, German, Arabic, and Japanese. Mình ngạc nhiên, oh, my husband's very athletic. Nghĩ 3.3.3.3, 3 point, 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 point. Mới suy nghĩ những cái điều nào đó khác thì nói về chồng mình rất là thể thao athletic. Này, athletic, yes, I can swim, ski, play football, cricket, and rugby. Đây, cái Sally bạn này mới làm sao? Phản đòn lại. Đấy, can he cook? Pardon? Can husband cook? Đó, tức là sao? Hỏi phản đòn lại thì cái cô Jen này phải ngạc nhiên thôi. Và mới hỏi kỹ lại là nói chậm hơn một chút xíu, các bạn hiểu không ạ? Đôi khi sợ người ta không nghe nữa cơ. Sau những chữ pardon này là cần phải ý tứ hơn trong cái lúc mình nói. Can your husband cook? My husband can't play sports. Nhớ chữ S đây. But he's an excellent cook. Đấy. Nói một ý xuôi và đảo ngược cái ý lại, dùng chữ but. Cái ý phía sau, mệnh đề phía sau đối nghĩa ngược lại với mệnh đề phía trước. Các bạn thấy nó cannot. Động từ to be bình thường. Tức là tùy cái ngữ cảnh, ở trong đây cần phải dùng là danh từ excellent cook, thì các bạn dùng động từ to be thôi. Nhưng mà cái ngữ cảnh thì nay các bạn muốn diễn tả cái ý có thể chơi thể thao thì dùng cái động từ chơi, thì có phải là dùng can play không? Phải hiểu được như vậy, chứ không phải là các bạn học mà không biết cách dùng. Các bạn học ngay cái cách dùng ngay trong cái bài học các bạn đã học từng chút này nè. Chính là cái chỗ này là cái chỗ mất thời gian mà các bạn ai cũng sợ chứ. Ai cũng sợ mất thời gian là ngay ngay chỗ này là không có đủ sức mà phân tích, mà là bình tâm bình tĩnh lại để học. Bài học hiểu ra là coi như là xong rồi đấy. Tại sao phải học hết cái giáo trình này qua giáo trình kia khủng khiếp như vậy mà kết quả không có được gì? Trên kênh IELTS Speed Day của mình, giáo trình rất nhiều khủng khiếp là vì sao? Để chuẩn bị cho các bạn là có một cái trình độ cực kỳ đúng nghĩa, còn hơn cả người bản xứ nữa kìa. Viết từ vựng, viết câu rất là chuẩn. Thí dụ như vậy. Mình nói với các bạn, đó là lý do sao mình rất kỹ cho mọi việc. Tùy từng người sẽ có một cái mục tiêu khác nhau. Thì những ai có mục tiêu hơi ít lại thì học sơ, học kỹ như đây thôi trên Streamline là đã đủ sử dụng rồi. Người ta gọi ở ngoài đời là đủ xài rồi đó. Còn các bạn có đủ tham vọng muốn đổi đời cuộc đời của mình, đúng thực sự đổi cuộc đời của mình, thì phải sử dụng ngay được cái ngôn ngữ tiếng Anh này. Không còn nói gì nữa hết. Tại sao nước Singapore các bạn đã làm được, trong khi người Singapore nói tiếng Anh rất là tệ, rất là dở? Thì các bạn đây là người Việt Nam và các bạn là học trò của mình, các bạn vẫn làm được thôi. Tại các bạn không tin vào bản thân mình, tin vào chính bản thân từng người một, mình có thể làm được. Có người giúp cho các bạn, tại sao các bạn không đưa tay ra, đã quẳng cái phao cho các bạn rồi thì chụp thôi, chúng ta cùng đi nhé. Yes, đấy, tức là hỏi có phải anh ấy như vậy không là is he nè. Phía bên này các bạn thấy không, can he nè, đấy, phía ở đằng sau là is he. Tại vì cô Jen này bám ngay cái cấu trúc câu mệnh danh từ. Thì đây là đổi thật là is he thôi. Đấy. Yes, he can sew. Iron. He's a very good husband. Đó, đàn là như vậy. Thì dĩ nhiên chồng chăm sóc vợ thì cô này mới khen là very good husband. Đây, cái kết thúc các bạn đã làm được. Oh yes, my husband is wonderful. Really? Is he? Yes, he's big, strong and handsome. Well, my husband isn't very big or very strong, but he's very intelligent. Intelligent? Yes, he can speak six languages. Can he? Which languages can he speak?
He can speak French, Spanish, Italian, German, Arabic, and Japanese. Oh, my husband's very athletic. Athletic? Yes, he can swim, ski, play football, cricket, and rugby. Can he cook? Pardon? Can your husband cook? My husband can't play sports, but he's an excellent cook. Is he? Yes, he can sew, iron, and he's a very good husband. Drilling? Is he English? Các bạn thêm một cái ý cuối cùng. Đây. Oh, trời ơi, chồng của tôi tuyệt vời lắm. Oh yes, my husband's wonderful. Vậy hả? Có phải vậy không? Really, is he? Đúng rồi, ảnh nè, bự con nè, khỏe mạnh và đẹp trai nữa. Yes, he's big, strong and handsome. Ừ, còn chồng của tôi thì không có đến bự con và không có khỏe mạnh lắm. Well, my husband is very big or very strong. Nhưng mà anh ấy rất là thông minh. But he's very intelligent. Thông minh à? Intelligent? Đúng rồi, anh ấy có thể nói tới 6 ngôn ngữ lần đó. Yes, he can speak 6 languages. Vậy hả? Có thể vậy à? Can he? Anh ấy nói, ảnh nói được những cái ngôn ngữ nào? Which languages? Số nhiều nha. Which languages can he speak? Thì anh nói được tiếng Pháp này, Tây Ban Nha, Ý này, Đức nè, Ả Rập và cả Nhật nữa. He can speak French, Spanish, Italian, German, Arabic and Japanese. Oh, vậy à? Chồng của tôi thì rất là chơi thể thao, rất là thể thao. My husband is very athletic. Athletic? Yes, he can. Đúng rồi, thể thao à? Athletic. Bởi vì anh ấy có thể bơi lội, trượt băng, trượt tuyết, sorry, trượt tuyết, chơi bóng đá, môn cricket và cả bóng bầu dục rugby. Yes, he can swim, ski, play football, cricket and rugby. Vậy anh có thể nấu ăn được không? Can he cook? Sao chị nói sao? Chị nói sao? Pardon. Em hỏi là chồng chị có nấu ăn được không? Can your husband cook? Can your husband cook? Chồng của em không có chơi được thể thao nhiều giống chồng chị đâu, nhưng mà anh ấy là một đầu bếp tuyệt vời. My husband can't play sports, but he's an excellent cook. Ủa, vậy hả? Is he? Dạ, ảnh còn biết may vá rồi ủi đồ. Anh ấy là một người chồng tuyệt vời. Yes, he can sew, iron. He's a very good husband. Vậy hả? Nó có phải là ảnh, có phải là người Anh không? Really? Is he English? Ok, tiếp tục. I ask you some questions and you should give answers to these 12 questions. Mình hỏi bạn 12 câu hỏi này và các bạn đưa ra câu trả lời nhé. Is Jane's husband big? Yes, Jane's husband's big. Number 2, is he ugly? No, Jane's husband is not ugly. He is handsome. Number 3, can he play football? Yes, he can. Jane's husband can play very well, can play football very well. Number 4, can he speak French? I don't think so. No, Jane's husband cannot speak French. Can he ski? Number 5, yes, Jane's husband can ski. He can ski. Number 6, can he sew? No, he cannot. He cannot sew. Number 7, is Sally's husband athletic? No, Sally's husband is not athletic. He's very intelligent. Number 8, is he intelligent? Yes, he is. Number 9, can he speak Arabic? Yes, Sally's husband can speak Arabic. Number 10, can he play cricket? I don't think so. No, Sally's husband cannot play cricket. Number 11, can he play rugby? No, he can't. He can't play rugby. And can he iron? Absolutely. Sally's husband can iron. Okay? Exercise, bài tập nha. Thí dụ ở đây là có thể bơi lội, I can swim, và I can drive, là đi lái xe. Và ở đây là không có thể bơi lội, I cannot swim. Drive, đây lái xe đây các bạn. Và bị chết đuối đây, I can't swim. Ok, write sentences. Hãy viết câu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào trong bài đi cụ thể hơn nha.
Ok. Trang 75, page 74, practice, language summary. I can't drive. You can't drive. You can't ski. He can't type. He cannot type. She can't dance. She cannot dance. It can drive. It can't sink. It cannot swim. We can't sing, we cannot ski, we can type, we can play tennis, we can speak French. And they can drive, they can play tennis, and maybe they can't dance. Cột ở giữa nhé các bạn. Cột ở giữa phần language summary. Can I drive? Can you ski? Can he type? Can she dance? Can it sing? Can we swim? Can they play tennis? And can they speak French? Tức là cái phần này các bạn cứ đọc tự động ra. Mình đã chỉ đọc mẫu ở đây thôi. Ở đây chỉ là đọc mẫu cho các bạn. Các bạn phải tự học. Quan trọng là tinh thần tự học theo sát cái bài giảng của mình để hiểu thấu hơn bài giảng này. Yes, you can. You can't. No, you can't. No, he can't, no she cannot, no they can't. Oh yes, we can, yes they can, okay? Now vocabulary 75, page 75. Dance, dance, tennis, tennis, drive, drive, golf, golf, harmonica, harmonica, drum, piano, piano, electric organ, electric organ, saxophone, saxophone. Exercise 1, bài tập số 1, look at these pictures. I can see a policeman. Mình có thể nhìn thấy một cảnh sát viên. I can't see a house. Đúng là bị tre hết rồi, không thấy nhà. Dry sentences with lorry, bus, car, taxi, bus stop, train, bicycle, plane. Viết câu nha, dùng những cái từ vựng vừa rồi nha. I can see a lorry. It is Roger's transport. I cannot see a bus. Không thấy chiếc xe buýt. I can't see a bus. A car. I can see a mini. A taxi. I don't. I don't see a taxi. I can't see a taxi. A bus stop. No, there's no bus stop. I can't see a bus stop. A train. I don't either. I can't see a train. I can't see a train. Bicycle. Oh, I can see a bicycle in front of me. I can see it here. A plane. No plane. I can't see any plane. I can't see any plane. Okay. Và tiếp tục trang số 76. Exercise number 2. I can dance or I can't speak Arabic. Biết làm điều này nhưng không biết làm điều kia đấy các bạn. Number 1. I can cook. I can sew. I can speak Spanish. I can't play tennis. I can't drive. I can't type. I can't ski. And I can't swim. Bài tập số 3. Exercise 3. Can you cook? Yes, I can. Can you type? No, I can't. Thì ở đây, harmonica, drum, one man band. Ha? Tức là ban nhạc chỉ một người thôi. Ông ta vừa chơi món này, vừa chơi món kia. Tự chơi hết. And piano too. Okay, exercise number 4, he can play drums, write 4 sentences. Okay, good. He can play the piano, he can sing harmonica, he can play drums, and he can play an electric organ, and also he can play a saxophone. Okay, và cuối cùng là mình đang suy nghĩ là you can speak English. You can do homework. You can make a lot of progress for your future too. Rồi, bài học của mình chỉ có đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký sớm đi nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn.